Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ tuyên bố có thể sẽ lấy vợ trong tương lai. Trong buổi fan meeting, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có chia sẻ bất ngờ khi được đặt câu hỏi bao giờ lấy chồng. Thời gian gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Quang Linh Vlog chính là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất. Dù vậy cả hai vẫn giữ khoảng cách và cho biết chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Cho đến mới đây nhất, trong buổi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp tối ngày 24 tháng 9, Thùy Tiên đã bất ngờ nhận được câu hỏi khó từ khán giả. Cụ thể một fan đã đặt câu hỏi cho nàng hậu, Quang Linh đang chờ Tiên. Khi nào Tiên cưới chồng? Không tránh né, Thùy Tiên thẳng thắn chia sẻ, Tiên có thể lấy chồng hoặc không lấy chồng. Có thể sinh con hoặc không sinh con. Tiên là một người khá là phóng khoáng. Tiên nghĩ sống trên đời quan trọng nhất là sau khi hoàn thành trách nhiệm của mình. Mình có quyền được sống theo cách mà mình mong muốn, mình không cần theo một khuôn khổ nào hết. Các bạn cũng vậy, hãy làm những điều mình thích và sống cuộc đời mình thích. Có thể Tiên lấy vợ cũng được nữa. Tiên nói thiệt. Chính chia sẻ của Thùy Tiên đã khiến netizen bất ngờ khi dụ được ghép đôi với nhiều người. Trong đó có HIEUTHUHAI, Thùy Tiên vẫn ẩn ý cho biết có thể sẽ lấy vợ cũng nên. Nhiều netizen đã để lại bình luận bên dưới những chia sẻ của Thùy Tiên. Đa số netizen đều mong rằng đây chỉ là lời trêu đùa của nàng hậu và không sớm thì muộn, Thùy Tiên sẽ công khai bạn trai. Đừng nghe chị ơi, hy vọng chị với anh Quang Linh Vlog lắm. Mong chị đừng đùa như thế để con tim tụi em tan nát. Lấy anh HIEUTHUHAI hay Quang Linh Vlog đi chị Tiên ơi, anh nào cũng đẹp trai tài giỏi. Chắc chỉ trêu thôi chứ hết nhiệm kỳ là Tiên công khai người yêu ngay đó mà. Không chừng trao lại vương miện xong là bả công khai danh tính người yêu là Quang Linh, lúc đó chắc fan mở tiệc ăn mừng luôn quá.